Dạ, kính bạch quý sư, hôm hạnh đầu đà con có tham dự nghe được sư hạnh tuệ thuyết pháp. Con có nhớ một câu, nếu nổi sân với một người mà người đó đang an trú trong tâm từ thì nguy hiểm, đại loại con nhớ là vậy. Xin sư giải thích cho con rõ hơn câu này được không ạ? À, tại sao nguy hiểm hơn là người không đang không an trú trong tâm từ vậy sư? Bởi vì á, cái người đang an trú trong tâm từ là họ đang an trú trong tứ vô lượng tâm. Lúc đó cái phước họ đang tạo nó lớn dữ lắm. À, mà mình nổi sân với một người đang có phước lớn á, là mình mang họa. Sư nói nó giống như á, quý vị chửi một cái người ăn mày. Ví dụ như hello bà già nghèo khổ dưới trời đông cô đơn, thì giỏi lắm là thiên hạ tẩy chay mình chửi vậy thôi, chứ mình không bao giờ gặp cái chuyện là đối diện với pháp luật mà thử làm cái chuyện tương tự như vậy với một vị đứng đầu một đất nước coi. Nó khác à, nó khác à. Thì nó như thế đó. Khi mà mình nổi sân với một người không có đức, không có giới, không có tu tập, thì cái ác nghiệp mà nó tạo ra chắc chắn là nó sẽ không nặng bằng một người có giới, có đức, có tu tập, đặc biệt họ đang tu tập tứ vô lượng tâm nữa. Mà nhớ giùm sư nha, nói về phước thế gian á, tứ vô lượng tâm là nhiều phước nhất. Mà nói về phước xuất thế gian thì đương nhiên là tứ niệm xứ. Mà một vị tu sĩ một thì vị đó chỉ trong hai trạng thái. Một là vị ấy quán rõ tâm của mình, thực hành tứ niệm xứ để quán tâm trên tâm, hoặc đại loại như thế. Hoặc là vị ấy an trú trong tứ vô lượng tâm, thì có phải mình nổi điên, nổi dịch với ổng là mình chết dịch mình không? Đó là ý mà sư muốn chia sẻ với quý vị. Điều này không phải có ý là mình muốn tấn công ai, nhưng cái vấn đề là khi mình muốn, đương nhiên là đừng nên muốn, nhưng mà khi mình xúc phạm một ai đó thì hãy cẩn trọng, bởi vì người ta có thể là người có giới đức ha. Như trường hợp nhắc mới nhớ, như cái này nói nó hơi xa. Ví dụ như như trường hợp là một vị ngài Mục Kiền Liên á, trong kiếp quá khứ ngài từng làm ác ma thiên tử, thì ngài gặp một cái vị đệ nhất thinh văn của Đức Phật quá khứ, và ngài lấy một cái hòn đá ngài chọi cái vị này, và sau đó đức vị này bị lỗ đầu. Thì Đức Thế Tôn nhìn nhìn ngài Mục Kiền Liên lúc bấy giờ đang là ác ma thiên tử và nói là ngươi đã làm một điều không phải lẽ. Và ngay lập tức ngài Mục Kiền Liên phải đọa địa ngục rất là lâu dài. Thì điều đó không có nghĩa là Đức Thế Tôn ngài nguyền rủa ác ma thiên tử, không phải, mà do Đức Thế Tôn thấy được là ác ma thiên tử đã tạo nên một ác nghiệp quá lớn, cho nên là cái hành động của mình, nghiệp nó nặng hay nhẹ còn tùy thuộc vào đối tượng mà mình xâm phạm ha. Và sư qua câu hỏi tiếp theo.